quy y và đình lễ. Bạn hãy quán tưởng một cách rất rõ ràng thượng sư của mình trong hư không phía trước đối diện bạn. Điều tối quan trọng là khi bạn quán tưởng thượng sư trong hình tướng Đức Phật Kim Cương Tổng Trì, Đức A Di Đà hay Đức Quan Âm, bạn phải thấy Ngài là hiện thân của hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng ở cõi này và những cõi khác. Hiểu và nghĩ được như vậy trong lúc quán tưởng là rất quan trọng. Sau đó, bạn đứng lên, đỉnh lễ và tụng. Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma sang ghê cho kỳ cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma long cho dô bê cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma long cho dô bê cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma thu dê chu bê cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma thu dê chu bê cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma thu dê chu bê cu la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma sang ghê rin bồ chê la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma sang ghê rin bồ chê la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma sang ghê rin bồ chê la cam su chi ô Ma nam ca tang nhâm bê xem trên tham chê La ma sang ghê rin bồ chê la cam su chi ô